Mà chết chắc với anh rồi, thanh niên này, chạy làm sao được? Làm sao? Ôi, 3 viên, vỡ mẹ đầu luôn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào mọi người. Cũng đã lâu lắm rồi không có một cái video leo rank lấy top 1 thì ngày hôm nay với cái bộ trang phục sát thủ bạc này thì Kẹo rất là tự tin nhá. Hôm nay theo chân Kẹo chúng ta sẽ cùng leo rank lấy top 1, ok chưa ạ? Yes. Thì khi mới nhảy dù xuống thì mình cũng đã có được là một cây MP5, một cây Spat 12. Với combo hai cây súng này thì mình khá là tự tin thôi anh em ơi. Uầy, từ từ anh em ạ, thằng nào đây? Mày làm sao đấy? Rất là dễ, rất là easy một kill. Kiểu gì anh em xem video này các bạn cũng thắc mắc là tại sao Kẹo chơi được đúng không nào? Bởi vì là hey, cái này mình chơi hồi sáng rồi nhá. Ngày hôm nay thì ngày 7 tháng 5 game Free Fire có một cái cập nhật. Tức là 19 giờ tối nay các bạn mới có thể là chơi game Free Fire bình thường được. Và tử chiến đã xuất hiện trên đảo Sa Mạc. Thật sự thì cũng rất là hay anh em ạ. Khi mà anh em thường các bạn chơi tử chiến trên đảo quân sự, nó khá là quen, nó khá là chán rồi. Thì đến bây giờ đây, ui, cái đậu xanh, thằng tóc xanh này làm sao? Yes. Thì đến bây giờ đây Free Fire chính thức ra mắt cái tử chiến trên đảo Sa Mạc, thì mình nghĩ là những anh em game thủ như các bạn cũng như là mình cũng rất là thích thú thôi, đúng không nào? Ok, và nếu như các bạn yêu quý Kẹo, các bạn thích Kẹo thì các bạn hãy nhấn nút like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều, ok chưa? Nếu như mọi người có cái nội dung yêu cầu gì thì các bạn đừng quên là hãy comment ngay bên dưới video nha. Đấy, có thể là ý tưởng của các bạn giúp mình làm video hay hơn, hoặc là các bạn muốn mình làm cái góc bung góc lag chôn địch, hoặc là làm thử thách gì đấy. Đấy, ok thì Kẹo sẽ chiều lòng theo ý kiến của các bạn nha. Dạo gần đây thì kiểu gì cũng có một số anh em fan bảo là ê, dạo này Sĩ Kẹo toàn làm cái góc bung góc lag thì có một số anh em không thích xem lắm. Nhưng mà phần còn lại thì mình cũng nhận được khá là nhiều những cái phản hồi tích cực của anh em. Đơn giản thôi, có anh em mới có Sĩ Kẹo ngày hôm nay mà. Thế nên là các bạn yêu cầu gì thì mình sẽ làm. Ok chưa? Rõ ràng chưa? Được chưa? Ây nhưng mà nếu như các bạn thích Kẹo leo rank lấy top 1 thì anh em phải nhớ nhấn nút like cho video này, ok, và chia sẻ video giúp Kẹo nhá. Đó, lâu lâu thì mình cũng có livestream, mình hỏi anh em là các bạn thích mình ra video hài hoặc là mai mình làm góc bung góc lag gì. Đấy, thì các bạn nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi biết là nhiều anh em mới xem kênh của Sĩ Kẹo. Ơ, cái đậu xanh. Xong rồi anh em ạ. Thanh niên này, tôi đang mãi chém gió, tự nhiên nó chạy qua đây là kiểu hơi mất tập trung. Đấy, biết là nhiều anh em xem trên kênh Sĩ Kẹo thì các bạn thắc mắc là ơ, tại sao mà kênh anh nó có nhiều người đăng ký vậy mà sao cái lượt xem nó lại thấp. Thì đơn giản thôi, đấy là mình đã làm Free Fire rất là lâu rồi, và có thể là cái nội dung của mình bây giờ ấy, hoặc là anh em thấy chán mình chẳng hạn, hoặc là nội dung mình không đủ thu hút, bởi vì là cũng đã làm 2.5 năm rồi mà, nên là nhiều khi mình cũng cảm giác hơi chán game một xíu. Nhưng mà Free Fire đối với mình vẫn là một cái thứ gì đấy nó vô cùng là tuyệt vời. Nó là cái con game mà giúp cho mình có tên tuổi đấy, tức là Sĩ Kẹo đấy. Mặc dù thì có thể là không được nhiều người yêu quý, nhưng mà dẫu sao vẫn còn những người anh em của tôi ở đây cơ mà. Đấy, thì quan điểm của mình là ngày trước đi, ngày trước thì có thể là mình có nhiều người xem thì ok, còn có cái gọi là fan đúng không nào. Còn bây giờ thì Sĩ Kẹo này làm gì có fan anh em, chỉ có những người anh em quý tôi, được chưa ạ? Thường là các bạn quý mình, các bạn mới xem những cái video của mình đó. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ai hôm nay thì cơ bản là game nó bảo trí,
Thế nên là mới có đôi lời tâm sự với anh em. Nhiều bạn nhá, các bạn hỏi mình là: anh ơi, lâu lắm anh không thấy anh ra video tâm sự, nên là tôi hôm nay tôi cũng tâm sự với anh em một xíu. Đấy, có thể là những cái câu hỏi của anh em thì sẽ được mình trả lời trong này, được chưa ạ? Bởi vì là thông thường ấy, thì cái công việc của mình một ngày ấy, các bạn nhìn thấy video đúng không nào? Nó chỉ tầm khoảng 5 phút, 7 phút hoặc nó chỉ tầm khoảng mười mấy phút thôi. Nhưng mà thật ra để làm được một cái video đấy, mình mất thời gian từ khoảng 3 đến 4 tiếng. Có thể là 5 tiếng cho một cái video anh em ạ. Bởi vì nó không đơn giản anh em ạ. Nếu như anh em hỏi mình là anh làm YouTuber, streamer có áp lực gì không? Chắc chắn là có rồi. Thật ra thì làm cái nghề này thì hôm nay chia sẻ tâm sự với các bạn xíu thôi. Tức là nhiều khi các bạn thấy kiểu chán, vì các bạn hay ngồi trong phòng ấy, suốt ngày anh em chỉ biết game này, bình luận game này, xong tối thì livestream cho anh em xem nữa. Chán, nhiều khi cũng thấy chán bởi vì các bạn cứ làm đi làm lại một công việc. Nhưng mà cũng vui, vui đơn giản là những video của Sĩ Kẹo đăng lên. Đấy, là anh em xem nhiều thì mình vui này. Livestream thì tối được chém gió với tất cả mọi người. Cái đậu xay anh em ạ, từ từ nhá. Để mình xử lý cái thằng này đã. Wow, chạy đâu nhở? À đây rồi. Anh lại sợ chủ quá cơ. Ui, làm sao đấy? Cái thằng đầu thỏ này. Ô mày chạy đâu đấy? Mày chạy đâu đấy? Ui cái thằng này. Mày lẩn à? Lẩn đi đâu? Trốn đi đâu? Làm sao mà trốn được với Sĩ Kẹo? Đấy dọ, thì hiện tại mình đã có được 6 kill rồi và còn lại 18 người chơi nữa thôi. Có một điều là như thế này, khi mà anh em làm YouTube ấy, chắc chắn rồi, có người khen, có người chê, bởi vì mình cũng có để ý nhá. Là tại sao nhiều khi ấy, người ta chỉ quảng cáo mấy cái kiểu bột giặt Omo dầu gội hay là gì đấy, anh em vào dislike video SML ra ấy, chẳng hiểu sao. Đấy, một số bạn anti fan cũng hay kiểu đăng ký kênh để dislike kênh của mình. Thì mình thấy là nó cũng chẳng có gì cả, chẳng qua anh em còn tăng thêm lượt xem cho mình mà. Cái việc mà anh em dislike hay không ấy, nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Nhưng mà nếu như mà anh em yêu thích, hãy thể hiện sự yêu thích của anh em bằng cách đó là các bạn hãy nhấn nút like để mình xem là anh em yêu thích cái nội dung đó nó thế nào, để mình có thể định hướng và làm những cái video nó hay hơn, nó chất lượng hơn. Yo, tâm sự một xíu về cái chuyện mà các bạn đi học ấy, mùa hè năm nay khá là buồn. Đơn giản là cái mùa mà mọi năm các bạn được nghỉ học thì năm nay mọi người lại phải đi học, nên là đâm ra thì nó hơi bị ngược một xíu. Nhưng mà dẫu sao thì anh em cũng đã có một cái kỳ nghỉ nó rất là dài rồi. Tôi nghĩ là sẽ có những anh em cảm thấy nhớ trường, nhớ lớp này. Anh em muốn đi học trở lại, nhưng mà một số anh em thì nghỉ mẹ ở nhà cho sướng. Giống như tôi vậy. Ngày xưa kiểu tôi đi học, tôi chỉ mong được nghỉ học các bạn ạ. Đấy, thề luôn. Ok nhá. Từ từ mình xem, xuống dưới tháp đồng hồ đi kiếm người anh em ạ. Trận này mới có 6 kill thôi. Uầy. Hôm nay nhá, kiếm được khoảng chục kill top 1 đấy. Thấy người rồi. Thấy người rồi. Ui mẹ ơi, nó vỡ đầu. Dễ vãi trưởng, easy game. Khi mà anh em ở trên ấy, bắn cái tỷ lệ kiểu headshot nó cao vãi ra. Ui. Má, gặp ngay quả super bông keo này. Đậu sai. Ngon lành luôn đấy, chưa anh em, bao nhiêu bông keo này. Ui. Vãi lúa thật sự. Yes. Thế là mình từ một cái thằng nghèo, mình có tận 16 trái bông keo. Oh man. Mình có linh cảm rằng ấy, trận nào mà anh em nhiều bông keo, tỷ lệ của anh em thắng cao vãi, kiểu top 1 ấy. Đơn giản là có bông keo thì các bạn không sợ địch bắn bất ngờ. Đấy, địch mà đến thì các bạn cứ dựng bông keo lên thôi, nó cũng khá là easy đúng không? Anh em công nhận với tôi thế không? Hay là các bạn lại bảo sai đi. Ui. Mày chạy đi đâu? Ui chạy làm sao được cái kẹo. 8 kill. Thề. Game là dễ anh em ạ. Tức là các bạn chơi game ấy, anh em mà thả lỏng cái tâm lý ra ấy, chơi game nó cực kỳ là dễ nhở. Từ từ đậu xanh. Đây à? Ui mẹ ơi. Xong chưa? 9 kill. Ui rồi ôi, tôi tưởng thế nào ơi, tưởng nó trốn đâu thì ra ngay sau con xe du lịch này. Ôi bông keo của người kìa. Anh em lại tập trung chỗ này đông thế. Ở trên không bắn nhau lại thích chui xuống dưới hầm này bắn nhau à? Đậu xanh, ok, mình cuốn máu đã.
anh em nói chung thì các bạn chơi game ấy, anh em để ý máu tí, quấn full cây thì các bạn thoải mái tự do chơi thôi. Ui mẹ ơi, cái đậu xanh thằng này dựa mông keo kinh đấy. Nhưng mà lo gì, tôi tận 18 chém mông keo lên hai, chẳng qua là tôi chưa thích xài thôi anh em ơi, để dành cho nó nhiều. Bắn vào đầu lại thốn quá cơ, các bạn thấy không, trốn xong mông keo luôn. Ui xong toang, cuối cùng thì nó cũng hết mông keo anh em ạ. Đấy, đã nói rồi cơ mà, làm gì có thanh niên nào nhiều mông keo, giàu mông keo như mình, như thanh niên này. Tắt điện anh em ạ. Đó, được chưa? Yes, qua lượm xăng rồi thôi, chờ chi. Ui, lại thêm mông keo nó còn mà. Nhưng mà chắc là cu cậu đang kiểu đang ham quần máu, thế nên là quên 20 chảy mông keo. À, mình vứt bớt mấy cái đồ thừa đi anh em ơi. Đó, lượm thêm máu đã, máu ít quá, mới có 4 túi máu này. Rồi à, bây giờ chúng ta lượm thêm mông keo chưa muộn. Ui, anh em thì vãi chưa. Wow, trận đấu xị kẹo lượm tận 22 chảy mông keo. Thế này tôi đố là trong trận đấu này thằng nào nhiều bông keo như mình đây anh em ạ. Thật luôn, 22 trái. Ngay cả bình thường là các bạn chơi game ấy, các bạn cũng rất là ít khi anh em kiếm được số lượng bông keo khủng như này. Một trái lựu, hai trái lựu, trái lựu thứ ba nữa này. Hôm nay tôi quyết định là tôi kill thằng này. Ui mẹ ơi, thế nào, kiểu mình đáp lên nó nảy xuống ấy lại mất máu, khổ vãi. Mình nghĩ là trên có người. Nãy là mình có nghe thấy tiếng chân của nó cơ mà. Dỡ làm sao được. Thầy nó đổ súng canh cách đi anh em. À, mình thử qua đây xem. Ui, vẫn không thấy nó. Mà, làm gì trốn kỹ thế bạn ơi. Ăn lựu nhá. Trái nữa này. Ui, sợ ông, xuống đây. Nhảy xuống đây bạn ơi. Ơ, nó đâu nhở anh em nhở. Tôi tưởng là ở trên chứ nhở. Khó vãi ra anh em ơi. À đây, ma, nhảy xuống rồi này. Đậu xanh nó làm mình tốn bao nhiêu lựu anh em ạ. Ok bạn ơi, chờ xíu. Đừng gấp, chờ xíu bạn ơi. Xuống đây á. Ui, không có anh em ạ, thanh niên chạy kinh quá. Chắc là nó lại lên nhà rồi, tôi lạ gì đâu. Không lên nhà thì chạy đi đâu đúng không nào. Ok. Bạn ơi. Ồ, nó gài mìn, tôi biết trước rồi nên là tôi trích mìn cẩn thận mà. Chắc nó lại nằm lên chân nóc nhà này rồi. Còn mỗi lựu choáng ơi. Ui, thế là cũng chịu. Chán vãi cả trưởng ra anh em ạ. Qua phía này để móc nhưng mà không thấy nó đâu anh em ạ. À mà anh em bảo là chỗ này trèo lên được đúng không? Tôi sẽ thử xem. Yes, nhảy lên nhá. Ok chưa ạ? À đây rồi. Tự nhiên kiểu tôi nhấn ngu nhảy xuống anh em ơi. Nhảy lên lại nhá. Mà chết chắc với anh rồi, thanh niên này chạy làm sao được. Làm sao? Ui, 3 viên, vỡ mẹ đầu luôn. Thế là xong nhá, thanh niên 11 luôn nè. Oh, dễ không? Còn 3 thằng. Đang chạy đi à? Oh, chạy đi đâu? Ui, mấy đứa đã bắn nhau xong rồi, sợ thật nhờ. Tôi không tính là tôi sẽ xếp bông keo đâu, cơ bản là mình có ít đạn quá. Còn 100 viên đạn súng trường, xếp bông keo hơi phí anh em. Thế nên thôi, không xếp bông keo đâu. Mình sẽ lượn lờ qua đây, nó lại dựng bông keo kìa. Mà đấy, mình có nhiều bông keo mà. Nên là mình từ từ, mình dựng bông keo mình vào bo thôi. Thằng nào bắn nổ thì, ui đang còn tận 12 trái cơ mà, thoải mái đi. Đấy, tôi cứ dựng bông keo như này. Ui, cái đậu xanh. Mà chỗ nào nhỉ? À, gốc cây. Tưởng gì, chú động đến nay là chú sai lầm rồi. À, từ từ anh em ạ, dựng phát đây này. Thôi xong. Thanh niên kia có khác gì kiểu nhân bánh mì đâu. Từ từ anh em. Gì đấy? Ném lựu qua bên kia mà có phải ném lựu qua chỗ mình đâu mà phải lo. Ui, nó vẫn trốn sau cái mông keo anh em ạ. Anh lại sợ chú quá. Ồ, bắn mình cơ. Hẳn là bắn sĩ kẹo cơ. Đùa. Ok, tiếp tục sấy rồi anh em. Lo gì, sấy nữa này. Ôi thằng bé nhiều bông keo dã man. Cuộc chiến của những thanh niên gọi là toàn xe bông keo. Đây là trò chơi, người ta nói là trò chơi dựng bông keo chứ không phải là bắn nhau đâu anh em. Đấy, chỉ có bắn với lại lấy bông keo làm lá chắn. Ôi mẹ ơi, nó cứ tranh thủ nó tấp tôi anh em ạ. Làm sao qua đây. Thằng này chạy kiểu này ngu rồi anh em ạ. Nó chạy kiểu này ngu rồi.
Mình đã bơm đầy cái máu, mình không lo lắm. Rồi, làm sao ra đây? Chết chắc rồi em ạ. Chết chắc rồi. Sao? Buya anh em, ngon lành. Tuyệt vời nhá. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Kẹo nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tạm biệt anh em.